chưa? Trở về đây là chúng tôi thấy cái hiệu quả phun thuốc bằng động cơ máy bay này thì rất hiệu quả cao, nên nhân dân chúng tôi càng ngày càng đi sâu vào hưởng ứng và cũng muốn làm sao mà hợp tác xã mà cũng liên hệ với bên phòng bảo vệ thực vật của tỉnh, của huyện là về cũng là hỗ trợ chúng tôi vào các cái thời tiết này, về cái bệnh sâu lúa này rồi là những cái biện pháp nào mà nhân dân là được có lợi mà giảm được cái ô nhiễm môi trường, đảm bảo sức khỏe cho người dân, là chúng tôi rất chi là vui mừng và phấn khởi mà lại được mùa. Có còn nhiều vấn đề, bây giờ người ta không phun, mình phun người ta đâu bắt để. Đối với xã Mộc Bắc thì hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Mộc Bắc thì bắt đầu như vậy là đưa cái công nghệ phun thuốc bảo vệ thực vật bằng máy bay không người lái từ năm 2018, và đến nay là năm thứ 5, là như vậy năm nào hợp tác xã cũng áp dụng cái công nghệ này để phun thuốc bảo vệ thực vật phục vụ nhân dân. Vì như vậy là chúng ta áp dụng cái công nghệ phun thuốc bảo vệ thực vật bằng máy bay không người lái, nó có nhiều cái lợi ích. Cái lợi ích thứ nhất đó là như vậy giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Cái việc như vậy là hợp tác xã tổ chức phun thì sẽ như vậy là cái vỏ bao bì chai nọ của thuốc bảo vệ thực vật sẽ được thu gom gọn, không bị như vậy rải rác trên đồng như nhân dân chúng ta phun. Thứ hai là như vậy là bảo vệ được sức khỏe cho người lao động, cho người phun thuốc, sẽ như vậy là không giảm độc hại đối với như vậy là nhân dân tự phải đi phun. Cái thứ ba đó là hiệu quả kinh tế, hiệu quả về cả mặt chất lượng, tức là đảm bảo cái việc diệt trừ sâu bệnh đạt được hiệu quả cao. Hai là về hiệu quả kinh tế, là như vậy là giảm được giá thành cho như vậy là người trồng lúa từ 20 đến 25% như vậy so với phun thủ công. Nó nội xuống rồi. Tức là bây giờ mình tính mình phun từ